Đánh tiếng bass khủng khiếp các bác nhá, đánh chắc nịch luôn. Xin chào các bác, ở video này em xin gửi đến các bác một con âm ly của Yamaha rất hiếm. Đây là một trong những dòng khủng bố của Yamaha. Các bác biết đến những dòng Yamaha A5, A6, những dòng A6A, những dòng đánh rất mạnh. Thì hôm nay em có một con nó đánh còn căng đét hơn. Nó là Yamaha AX590. Đây là các bác yên tâm, các bác cứ đánh vào những dòng màng carbon hay những dòng đôi diatom 35, 36, 37, 38 vân vân và vân vân. Những cái đôi mà màng nó cứng ấy, nó khó đánh các bác. Các bác thả vào đây tiếng bát nó thả chắc nịch, cũng như là tiếng bát nó đánh nó gọn, nó chắc kiểu như sân khấu các bác. Các bác biết rồi, nếu nó đến âm ly hay là những thiết bị của Yamaha, cái thương hiệu Yamaha nó là một trong những thương hiệu nó giống kiểu như nếu nói về Nhật Bản, à nói về Mỹ các bác nhá, thì nó có Servin Vega. Còn nói về Nhật thì nó có Yamaha. Hai cái hãng đó nó có dòng máu trong những thiết bị âm thanh nghe nhạc gia đình của nó, thì nó có những cái dòng máu live với sân khấu các bác. Nên cảm giác khi các bác đánh nó cảm giác nó căng, nó tròn mà nó cảm giác nó bay lắm các bác. Không biết tả thế nào nữa, gọi là dễ nghe các bác, bay rất dễ nghe và tiếng nó đủ mà nó ngọt các bác. Thì đây là một con Yamaha nó đậm chất dòng máu sân khấu. Bốn con sò, mỗi kênh là bốn sò sang ken. Bốn con sò sang ken lớn các bác nhá. Nghĩa là 8 con đấy, mỗi một kênh là bốn con, tổng là 8 cái sò. Và lưu ý dòng thiết kế của nó là 8 con sò thuận nghịch nha các bác. Lưu ý là những dòng Jaguar 506 nó có 4 sò, à nó có 8 sò nhưng mà nó chia làm 4 kênh. Đó, cái con Jaguar 506 chính ra nó lại, các bác tưởng 8 sò là khỏe, nhưng thực ra con Jaguar 506 nó chỉ là đơn giản là mỗi một kênh của nó chỉ bằng đơn cử như nó chỉ như con Jaguar 203N các bác, nghĩa là nó sẽ chia ra, nó sẽ là không phải sò nối tiếp nhau thuận nghịch mà nó sẽ là chia ra, như là khi 8 con sò đó thực chất mỗi kênh chỉ chạy 2 con sò đó. Và rất nhiều dòng âm ly khác 8 sò nhưng nó chỉ đánh có 4 sò một vế thôi, nghĩa là cầu A chỉ có 4 sò, cầu B chỉ có 4 sò, khi các bác bật cả A cộng B thì có 8 con sò mới chạy. Các bác đánh mình cầu A thì có 4 con sò chạy thôi, nghĩa là ăn gian các bác. Nhưng đây là dòng này thì nó thiết kế này là nó đánh 4 con trên một kênh, nghĩa là 4 con trên một kênh R và 4 con trên một kênh L, nghĩa là các bác đánh cầu A B hay A cộng B hay A hoặc B đều hoạt động cả 8 con. Và nhấn mạnh các bác, em đánh đôi 35B MK25 mã này, đôi loa rất khó tính, đánh nó lạnh điêng, nó không tạo ra nhiệt các bác, nhấn mạnh không tạo ra nhiệt, sờ vào cả con sò không tạo ra nhiệt các bác nhá, không tạo ra một tí ấm nào. Nhấn mạnh con này cực kỳ khỏe, nguồn lớn, hai con tụ to như cái lon bia các bác, cực kỳ gấu luôn. Và đây em chưa vệ sinh các bác chú ý, đây em lau chạm vào cái, đây em lau đấy ạ, được các bác. Còn nguyên bụi tây các bác nhá, bụi lông lông các bác, những bụi lông này là bụi tây. Trước khi gửi đến các bác em sẽ lau, em sẽ vệ sinh. Đây em tháo ra nguyên các bác xem luôn, tình trạng nó như vậy. Đây là hàng bãi chuẩn các bác nhá, hàng bãi các bác phải được nhìn thấy những cái lông như vậy thì các bác mới tin tưởng là nó mới là bãi các bác. Còn khi mà đàn sạch lên thì rất đơn giản thôi các bác. Đây, đó, bụi lông các bác nhá. Thì con âm ly này em test lên sống quá, em đánh cho em test lên nó hoạt động hoàn hảo và nó đánh nó kinh quá. Em quay ngay cho các bác xem và con âm ly báo giá các bác giá 4 triệu. Và em có để giá trên đầu tiêu đề video. Giá 4 triệu một con Yamaha 8 sò sang ken lớn. Rất rẻ các bác nhá. AX590 rất hiếm các bác nhá, rất hiếm. Và đánh con nguồn rất lớn. Đó. Các bác pha vào những đôi loa màng carbon hay là bốt, nhất là bốt 601, 701, 701 hai lỗ thông hơi các bác có con này. Rất rẻ tiền mà phang rất dã man. Các bác nhìn con tụ, những con tụ ở mạch tín hiệu vào của nó các bác, toàn những con tụ màu xanh, xanh bóng kiểu như để chrome các bác. Dòng tụ cao cấp các bác. Mạch dề con này rất hay các bác nhá. Có dề ao các bác. Các bác rút ra phát là ngay lập tức nó biến thành một cái cầu chữ U ấy, rút ra các bác ngay lập tức nó biến thành một là con dề chuyên nghiệp, hai là con pau chuyên nghiệp luôn. Ý đồ nhà sản xuất các bác, đánh hai cầu A B cộng B 4 đến 16 ohm. Chỉ có 4 triệu các bác nhanh nhanh tay, cực kỳ nặng luôn, rất nặng. Mặt phay nhôm xám. Các bác nghe. Đánh muốn vỡ luôn con loa này, chỉ nhích cái muốn vỡ loa luôn. Đôi loa đẹp tuyệt vời, giá 5 triệu rưỡi. Diatom 35B MK25 mã. Với bộ cầu hình này thì các bác chỉ cần thêm một con vang Nex FX9 này em vào 1,7 triệu nữa. Đôi loa giá 5 triệu rưỡi, chiếc âm ly giá 4 triệu là 9 triệu rưỡi cộng 1,7 triệu. Vậy là thành 11.200.000 đồng, là biến thành một bộ vừa nghe vừa hát tuyệt vời luôn các bác nhá. Nhấn mạnh là hát cực kỳ hay và nghe nhạc tuyệt vời luôn. Đôi loa đẹp xuất sắc, e căng của nó các bác khi lắp vào nhìn rất sang trọng các bác.
Đôi loa có màu, đôi loa này có cái ấy căng bằng nhôm các bác nhá, rất sang trọng luôn. Đẹp tuyệt vời các bác, thùng vách nói chung là không có tì vết các bác. 5 triệu rưỡi đôi loa cực kỳ rẻ luôn. Và chiếc âm ly giá 4 triệu các bác chơi. Em trước khi gửi các bác sẽ vệ sinh cho các bác. Chiếc âm ly có mạch dày ao nhá, đánh 8 sò cực mạnh luôn. Đánh dã man các bác ạ. Em sẽ mở một đoạn nhạc. Em sẽ mở một đoạn nhạc trữ tình cho các bác nghe thử. Quên sao đành một người đêm thơ, mong một người nơi nào còn gì cho. Đánh tiếng êm lắm các bác. Lầu lớn bạn các bác nhé, bạn chép và lăng. Tôi thương miền quê, nhớ hoàng hôn trên đất xưa, nghe tiếng kêu mơ màng chiều hè. Tám con sò đánh dã man. Tôi yêu người xưa, áo nâu hương duyên thật thà, đời mặt nồng. Rõ ràng là những dòng Yamaha này nó cho ra tiếng rất sạch sẽ, nó không bị rối ở giải cao các bác nhé. Và bass nó rất dễ nghe, nhấn mạnh bass nó rất dễ nghe. Và các bác đừng quên, chiếc âm ly giá 4 triệu, đôi loa giá 5 triệu rưỡi và cộng thêm một con vang nữa thì các bác có thể hát nghêu ngao và nghe nhạc rất hay. Em xin tạm dừng video clip tại đây. Chiếc âm ly đánh rất hay các bác. Cái nút lâu lướt này các bác có thể vặn tùy chỉnh. Dòng lâu lướt này không như những dòng lâu lướt nhấn nút, mà đây là cái lâu lướt vặn này tùy theo không gian cũng như là tùy theo cái phòng ốc của các bác mà các bác vặn để làm sao cho phù hợp với cái trường âm. Cái trường âm nó phóng ra phù hợp nhất. Cái lâu lướt này rất hay các bác. Hay, đây là cổng loa AB, A cộng B đây. Đó, bát chét. Tuyệt vời, xin chào các bác. Đánh chắc lịch luôn các bác. Đây là lắp lưng của nó, tuyệt đẹp các bác nhá. Xốp. Xốp này các bác vẫn còn xốp. Em vừa bóc hàng ra xong. Đồ loa đẹp xuất sắc luôn các bác. Một trăm vôn, 180W. Cái watt này nó là 180W trên một kênh các bác nhá. Thế là nó ghi theo một kênh ấy, không phải là công suất nó 180W đâu. Một kênh 180W luôn, nhân đôi lên là 360W. Chiếc âm ly này các bác lưu ý giúp em. Theo giấy tờ nhà sản xuất là 360W các bác. Không mang.